Chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải vòng số 11 Willembeck của khối lớp 9. Nếu thầy nhớ không lầm thì đây là cái vòng thi cấp trường chủ lực của năm học vừa rồi. Các em chuẩn bị nháp và máy tính bật túi ha. Câu số 1. Tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm O bán kính 2012. Như vậy là giao điểm của ba đường phân giác sẽ là tâm của đường tròn các em nha. Gọi K là số đỉnh của tam giác đường tròn đi qua. Tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn O bán kính 2012. Gọi K là số đỉnh của tam giác đường tròn đi qua. Vậy K bằng, các bạn làm sau nha. Còn một cái đề nó có vẻ rối rắm ha, gây hiểu nhầm. Đó, khi đi thi các em cũng vậy. Các em lựa những cái câu mà đề nó một nghĩa mình làm trước, những câu dễ đó làm trước. Câu 2, đường tròn tâm O bán kính 3 cm. Rồi dây AB là 4,8. Dây AB là 4,8. Vẽ một đường thẳng đi qua O vuông góc với AB. Cắt tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A. Vẽ thêm một tiếp tuyến tại A nữa. Cắt nhau tại C. Tính BC. Thì BC cũng là tiếp tuyến, các em có thể chứng minh được ha. AB là 4,8. Rồi đường thẳng qua O sẽ trở thành đường kính, mà vuông góc thì sẽ chia đôi với AB ra. Cái đó các em lưu ý ha. Như vậy là gọi giao điểm của AB với OC là H. Em vẽ nhanh cái hình cho dễ suy nghĩ nè. Đường tròn tâm O bán kính 3. Rồi có một cái dây là dây AB. Rồi vẽ một đường thẳng đi qua O. Đây, thẳng qua O và vuông góc với lại vuông góc là AB các em. Rồi chúng ta sẽ kẻ tiếp tuyến tại A nè. Thì gọi đây là điểm A đi. Đây là điểm A ha. Ta vẽ tiếp tuyến qua A. Rồi. Cắt cái đường thẳng này tại C. Hay là B các em nhé. B. Hay là C. Tính độ dài đoạn CB. Thì đoạn CB nó sẽ bằng đoạn AC các em. Chứng minh dễ thôi ha. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh nó hai tam giác vuông ABC AHC thì thầy gọi điểm này là H đi. Đó. Rồi. Như vậy là gì? AH sẽ bằng 2,4. AH là 2,4 nha. Còn anh OA, HA, anh OA là bán kính sẽ bằng 3. 3.
O ha. Nhiệm vụ của mình là tính AC đó. Em dùng hệ thức lượng đó. Dùng hệ thức lượng này. Đây là góc vuông nè. Về theo tính chất tiếp tuyến đây vuông ha. Vậy chúng ta sẽ có là 1 trên AH bình, tức là 1 trên 2,4 bình thì bằng 1 trên 3 bình cộng 1 trên AC bình. Rồi từ đó các em sẽ tìm được AC thôi. 1 trên 2,4 bình đem trừ cho 1 trên 3 bình thì bằng 1 phần 16. Như vậy AC bình chính là 16 em. Vậy AC sẽ bằng 4. AC bằng 4 thì BC cũng bằng 4 luôn ha. Hệ thức lượng. Tiếp tục. Trung độ giao điểm của hai hình thẳng này. Em lập phương trình độ giao điểm đi. Phương trình độ giao điểm sẽ là gì? 1 phần 2x cộng 3 bằng trừ 2x cộng 1. Vì cùng bằng y mà. Và giải tìm x, ta sẽ tìm được hoành độ giao điểm. 1 phần 2x cộng 3 bằng trừ 2x cộng 1. X sẽ bằng âm 0,8. Đó là hoành độ giao điểm. Vậy y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 1 phần 2x cộng 3. Như vậy nó sẽ ra là 13 phần 5 nhé. Hay là 2,6 đó. Tiếp tục. D1 là đường thẳng có phương trình này. D2 là đường thẳng có phương trình này. Hai đường thẳng muốn vuông góc với nhau á thì tích hai hệ số góc phải bằng âm 1. Vậy là 0,5 a này, nhân cho a phải đó. 0,5 nhân a sẽ bằng trừ 1. Vậy a sẽ bằng là trừ 2 các em nhé. Trừ 2 trên mặt phẳng tọa độ thì hoành độ của trung điểm sẽ bằng trung bình cộng của hoành độ A và B. Trung độ của trung điểm cũng sẽ là trung bình cộng của hai cái trung độ này. Giờ ta bắt tính A thôi, tức là tính hoành độ của trung điểm thôi. Thì các em lấy 4 cộng trừ 6 chia đôi ha. 4 cộng trừ 6 chia đôi là trừ 1. Thông tin thì các em cứ lên mặt phẳng tọa độ các em xem nè. Nha. Bây giờ ta lấy điểm A. Ta lấy điểm A. Điểm A bằng 43. Đây nó thiếu rồi. Hai điểm A này kìa. A 43 này. Rồi lấy điểm B trừ 65. Trừ 65 nó nằm phía này. Em nối lại. Đó. Dùng đoạn thẳng nối hai này lại. Rồi ta tìm trung điểm của nó. Trung điểm nè. Trung điểm của anh này chính là C. Thì các em sẽ thấy là hoành độ của C là bằng trừ 1, trung độ là bằng 4, hoành độ trừ 1, trung độ bằng 4 này. Thôi mình mất thời gian, đó là chân lý rồi, công thức đó các em thuộc rồi dùng thôi. Câu số 6. Tình thang cân ABCD đáy nhỏ là bằng 3, cạnh bên là bằng 5, góc A là 120 độ. Để tính chu vi hình thang. Lại một bài hình học nữa không? Đừng sợ kìa. Giờ là thầy có hình thang thì phải nhanh mình. Đây. Thầy vẽ lấu luôn ha. Em thông cảm nha. Không có thời gian để vẽ kỹ đâu. Rồi đây là 120 độ. 120 này. 120.
D. Vậy chúng ta có A, B, C và D. AB thì bằng 3, BC thì bằng 5. Chu Huỳnh thay, giờ các em kẻ hai đường cao xuống thầy, kẻ hai đường cao xuống, không? Như vậy là số 3 trên này sẽ bê xuống dưới được, số 3 bê lại. Giờ góc này 120 mà đây vuông rồi thì góc bên cạnh sẽ là 30 độ. Rồi ta dùng hệ thức lượng thôi. Đây cũng 30 độ nè. Ta tính được căn HC với lại KD là bằng nhau nha. DK với lại HC bằng nhau. Giờ HC sẽ là bằng cạnh huyền sinh đối. Vậy HC sẽ bằng 2,5, chỗ này 2,5 kìa. Như vậy bên này cũng 2,5 luôn. Đây, HC là bằng BC nhưng sinh 30 độ thôi. Bằng 5 thì bên kia cũng 5. Hình thang cân mà, không? Giờ đây 3 hay 5 là 8. 8 với 3 là 11, 11 với 10 là 21. Chu vi mình thang 21. Bài này như làm rồi ta. Hình thoi ABCD. Có góc hàm 60 độ. Vậy nếu các em nối BD lại thì hình thoi này sẽ ra hai cái tam giác đều có chung đáy là BD ha. Rồi AB là bằng 6. Vậy tất cả các cạnh còn lại bằng 6 hết. Diện tích hình thoi là bằng căn A. Rồi giờ các em tính diện tích một tam giác đều nhân đôi thôi. Tam giác đều có cạnh bằng 6 thì đường cao là 6 căn 3 chia 2. Tức là bằng 3 căn 3. Đường cao của một trong hai tam giác đều đó là bằng 3 căn 3 nhân với cạnh là 6 chia đôi là ra diện tích. Rồi như vậy ta sẽ có diện tích của một tam giác là 9 căn 3. Mà nó có tới hai tam giác là thành 18 căn 3. 18 căn 3 các em chuyển thành căn. Đưa 18 vô trong căn bình lên. Vậy nhân cho 3 là bằng căn 972 ha. Căn 972. Thì chỗ này sẽ thành 97. Diện tích hình thoi là bằng hai cái tam giác đều đó. Các em tính một cái tam giác đều ABD. Đường cao là 6 căn 3 chia 2, tôi thử lại nè, 3 căn 3. Rồi 3 căn 3 nhân cho cạnh là 6 chia đôi nữa là thành đúng rồi, 9. 9 căn 3 nhân đôi 18 căn 3. 18 bình nhân 3 972, rồi đúng rồi đó. Tiếp tục trong mặt phẳng tọa độ OXY cho điểm M trừ 5,4 và 3,-2. Phương trình đường thẳng này có dạng gì? Như vậy là đường thẳng đó đi qua hai điểm. Đường thẳng đi qua hai điểm ra. Các em sẽ thu được hai phương trình sau đây. Phương trình thứ nhất là gì? 4 bằng A nhân cho âm 5. 4 bằng A nhân âm 5. Cộng B. 4 A nhân 5 cộng B. Rồi trừ 2. Trừ 2 bằng A nhân cho 3 cộng B. Rồi các em giải cái hai phương trình này, các em tìm ra A và B thôi. Bắt cầu thôi, rút B ra là tìm A trước rồi tìm B sau cũng được. Hoặc là giải hệ phương trình nếu các em đã biết cách giải hệ phương trình. Như vậy là hoành độ, à xin lỗi, A nhỏ sẽ bằng trừ 3/4. Còn B nhỏ là bằng 1/4 á. 1/4 tức là 0,25. Đây là 0,25.
Tiếp tục. Đường thẳng này tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2. Như vậy diện tích của nó bằng bao nhiêu? Bây giờ các em coi thử là tọa độ giao điểm của đường thẳng này với hai trục là gì đã ha. Bây giờ cho x bằng 0. Cho x bằng 0. Câu 9 ha. Câu 9 cho x bằng 0 thì y sẽ bằng m trừ 1. Đây chính là tọa độ giao điểm của đường thẳng D với trục tung. Còn với trục hoành thì tung độ sẽ bằng 0. Kem cho y bằng 0 ha. Y bằng 0 thì x sẽ bằng 1 trừ m chia cho m. 1 trừ m tất cả chia cho m. Rồi đây. Như vậy ta sẽ có một tam giác vuông. Và diện tích của tam giác vuông thì sẽ là tích hai cạnh góc vuông. Ta lấy m trừ 1 nhân cho 1 trừ m. 1 trừ m chia cho m. Đó. Rồi tất cả chia đôi nữa. Tích hai cạnh góc vuông chia đôi thì nó có bằng 2. Diện tích là bằng 2 này. Thì các em giải cái phương trình đó ha. Giá trị tuyệt đối của m trừ 1 nhân cho giá trị tuyệt đối của 1 trừ m trên m là bằng 4. Như vậy là mình sẽ có là giá trị tuyệt đối của m trừ 1 tất cả bề mặt trên m là bằng 4. Vậy mình có kìa hai bài toán con á. Bài thứ nhất là m trừ 1 tất cả bình trên m là bằng 4. Bài thứ hai là m trừ 1 bình trên m bằng trừ 4. M trừ 1 tất cả bình trên m bằng 4 thì ta sẽ có là m bằng trừ 1 ha. M bằng trừ 1. Nói chung là chúng ta giải phương trình này ra là thu được một nghiệm là m bằng trừ 1. Rồi. Còn cái phương trình còn lại nó sẽ dẫn tới là vô nghiệm. Các em có thể thử lại là nếu m bằng trừ 1 thì ta có là y bằng trừ x trừ 2 ha. Y bằng trừ x trừ 2. Thế thầy gọi y bằng trừ x trừ 2. Y bằng trừ x trừ 2. Enter. Vậy nó sẽ cắt trục hoành trục tung tại hai điểm ra một tam giác cân nè. Tam giác này sẽ có diện tích là 2 nhân 2 là 4 chia đôi là bằng 2, đúng luôn ha. Câu số 10. X bằng 4 ha. Trên 1 dưới alpha x trừ 1 cộng cho phân số trên 1 dưới là x cộng 4 căn x, x cộng 4 là x cộng 3 cộng cho phân số trên 1 ở dưới là âm x cộng 8 căn x cộng 15. Rồi các em nhập x bằng 4. Như vậy là A nó sẽ bằng 3 phần 7. A bằng 3 phần 7. Vậy là 7A sẽ bằng 3. Chỗ này sẽ bằng 3 đấy. Và còn cái câu 1 này nó hỏi cái quỹ gì đây? Tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm ô bán kính 2012. Gọi K là số đỉnh của tam giác. Gọi K là số đỉnh
của tam giác đường tròn đi qua. Càng mấy. Tam giác ABC là ngoại tiếp đường tròn O bán kính 2012 rồi. Vậy gọi K là số đỉnh của tam giác mà đường tròn đi qua. Thì nó đâu đi qua được điểm nào đâu. Thì đường tròn nội tiếp thì nó tiếp xúc với tất cả các cạnh, nó nằm bên trong lòng của tam giác. Thì làm sao mà nó đi qua các đỉnh của tứ giác được? À, đi qua các đỉnh của tam giác được đúng không? Theo tôi hiểu là vậy. Còn không biết cái đề nó có hỏi đúng vậy hay không. À, thì K bằng không. Thì đường tròn nó không thể đi qua đỉnh nào tam giác hết. Đúng không em? Ừ. Rồi giờ nếu sai một hai câu thì cũng có vấn đề gì các em nhé. Mình nắm được ý tưởng thôi. Còn trong thời gian gấp gáp, làm chạy đua với thời gian, vừa làm vừa giảng như thế này, có sai một hai câu thì cũng không sao cả, ta nộp bài ha. Trời đất. Rồi bài thi số 2 được mấy điểm vậy? Rồi đi tìm kho báu, đồ thị hàm số này thì luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng trừ 2 thì là lý thuyết cái học rồi. Hệ số B bằng nhiêu thì cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng B thôi. Đường thẳng này cắt trục tọa độ tại A và B ha. Giờ thầy xóa hết mấy này đi cho dễ. Rồi. Đường thẳng gì nè? Y bằng 2x cộng 6. Y bằng 2x cộng 6. Cái vẽ nhanh ra thì nó sẽ ra cái tam giác đường thẳng này, tạo thành tam giác vuông, cắt hai trục tọa độ tại A và B, thì gọi đây là A đây ha. A đây sai rồi, xóa dùm A này đi, đây không cần nữa. Rồi đây chính là điểm A này, có tọa độ là 0,6. Điểm B có tọa độ là trừ 3, 0. Vậy tam giác OAB là tam giác vuông một cạnh bằng 3, một cạnh góc vuông 3, một cạnh vuông 6, 3 nhân 6 là 18, chia đôi là 9 không? Rồi. Đường thẳng song song với trục hành thì sẽ có công thức là y bằng hằng số. Như vậy là cái k trừ 2x này phải triệt tiêu đi. Vậy k sẽ bằng 2 để nó triệt tiêu x đi. Các em chú ý ha. Trên mặt phẳng tọa độ thì đường thẳng y bằng một hằng số, ví dụ như y bằng 2 nè. Nó sẽ là đường thẳng song song với trục hình cắt trục tung tại điểm có hình độ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tương tự là y bằng 4 cũng thế nè. Đó. Hay là y bằng âm 1. Nhà thầy xóa mấy đường này đi. Tương tự nè. Đường thẳng song song với trục tung thì cái phương trình của nó là x bằng hằng số, ví dụ x bằng 3 là đường thẳng sẽ song song trục tung các trục hành tại điểm có hình độ 3 nè. Okay. Hay là x bằng âm 2 nè. Các em lưu ý nha. Này nhiều lúc các em không biết, thầy cô dạy rồi nhưng mà không nhớ đâu. Còn mấy cái đường thẳng bình thường thì khỏe rồi, đường thẳng y bằng 2x, ví dụ y bằng 2x thì nó đi qua góc tọa độ ha, rồi đi qua điểm 1 2 này, 1 2 này,
Còn những đường thẳng mà công thức của nó có dạng y mà x cộng b thì mình học đã đời bữa giờ rồi, y mà x cộng 3 chẳng hạn thì sẽ cắt tung tại điểm có tung độ 3 thôi đó, song song với đường thẳng y bằng 2x luôn. Rồi vô đây coi câu hỏi gì. Cho đường tròn tâm O bán kính 10, dây AB cách tâm O khoảng 6, giờ là 60 dùng Pythagore là ra 8, vậy cái dây đó nó sẽ dài là 8 nhân đôi là 16, cái vẽ hình ra thấy liền à. Trong mặt phẳng tọa độ cho hai điểm này rồi viết phương trình đường trung trực. À, bài này khó kìa. Giờ thầy hướng dẫn nè. Đường thẳng trung trực của AB thì tôi lấy cái hình của minh họa, thực ra cũng chả cần hình đâu. Bài này làm không cần hình mới hay kìa. Nha. Bài này làm không cần hình mới hay. Rồi. Giờ thầy nhập điểm A 1 2. Rồi thầy nhập điểm B 5 6. Để nó nhảy lên trên. Đây. Đây chính là điểm A và điểm B các em. Nó nối lại. Vậy đường trung trực á nó sẽ đi qua trung điểm của đoạn này và sẽ vuông góc với đoạn này. Bây giờ cái đường thẳng tương lai đó nó sẽ đi qua trung điểm, tôi xác định trung điểm rồi. Và nó sẽ vuông góc với đường thẳng này ha. Đi qua điểm này và vuông góc với đường này. Đường góc đây kìa. Đi qua điểm này, vuông góc với đường này. Để xác định lại trung điểm đó. Rồi. Thôi vẽ tay lên cho nhanh. Đó. Đại khái là như vậy. Bây giờ cái đường thẳng này nè, công thức của nó sẽ có dạng gì? Phương trình của nó sẽ có dạng là y bằng ax cộng b. Thì nhiệm vụ của mình là phải tìm a và b. Thì thầy sẽ tìm được a trước đây. Không? Tìm được a dựa vào ý nào các em biết không? Giờ đầu tiên các em viết cho thầy phương trình đường thẳng đi qua A và B đã. Giờ đường thẳng đi qua A và B thầy gọi là y bằng mx cộng n đi. À. Giờ đường thẳng AB nha. Thầy gọi đây là đường thẳng AB này. Thì công thức là y bằng mx cộng n. Thì mình sẽ có công thức là gì? Lấy tọa độ A và B thế vô. Thì mình sẽ có là 2 bằng m nhân 1 cộng cho n và gì nữa, 6 bằng m nhân x tức là m nhân cho 5 cộng cho n. Rồi ta giải hai cái này, suy ra m bằng n ha, suy ra m bằng n rồi thầy. Các em bắt cầu rút n, bắt cầu tìm m trước tìm n sau, hoặc là rút m ra bắt cầu m lại cho tìm n trước rồi tìm m sau, hoặc là giải hệ phương trình tùy các em. Như vậy là gì? Như vậy m là bằng 1 và n cũng bằng 1 luôn.
Như vậy là phương trình của đường thẳng AB á, nó chính là y bằng x cộng 1 kia. Y x cộng 1. Thử lại nha. X bằng 1, y bằng 2 đúng không? X bằng 5, y bằng 6 luôn. Rồi, đường trung trực vuông góc với đường thẳng AB thì hệ số góc của nó nhân với hệ số góc của đường thẳng AB phải bằng trừ 1. Như vậy là đường trung trực này nó sẽ là gì? Y bằng AX cộng B như nãy thầy nói đó. Mà đề cũng gợi ý cho rồi ha. Y bằng AX cộng B đó. Vì A nó sẽ phải bằng trừ 1. Tại sao vậy? Tại trừ 1 nhân với 1 bên này nó mới ra trừ 1. Lúc đó mới vuông góc với nhau. Vậy các em còn tìm B nữa thôi. Và giờ nó đi qua điểm nào? Đường trung trực thì phải đi qua trung điểm ha. Trung điểm của A và B thì ta gọi là C. Đây là điểm C đi. Thì hoành độ và tung độ của điểm C thì các em cứ lấy trung bình cộng của hoành độ và trung bình cộng tung độ của A với B là xong. 1 cộng 5 chia đôi là 3. Rồi 2 cộng 6 là 8 chia đôi là 4. Đó. Rồi mình thấy vô đó. Y là mình thay bằng 4. Đó. Còn trừ 1 để nguyên. X mình thay bằng 3. Cộng B. Từ đây các em sẽ suy ra là B bằng 7. Bằng 7. Trừ 1 nhân 3. 3 cộng 4 bằng 7. Để tóm lại, đáp án là B bằng 7. Xong rồi. Rồi các em nhìn lại một lần nữa ha. Hiểu nổi không? Không hiểu thì ngẫm nghĩ. Chụp hình lại, ngẫm nghĩ những lời thầy nói nha. Đây là A. Đây là B. Đây là điểm C các em nhé. C. Rồi, ta có B bằng 7. Lấy kho báu hoàn thành bài thi. Mạng như hơi chậm, hơi lag. Sao bây giờ mới hoàn thành xong bài thi số 2 nhỉ? Đúng rồi. Giờ ta qua bài thi số 3. Đầu cho đường thẳng y bằng ax cộng 5 đi qua điểm này, để thay vô thôi. Như vậy là x này sẽ bằng trừ 5, còn y này sẽ bằng 5. 5 với 5 là hết. Vậy là trừ. Vậy ta có công thức là gì? 5 bằng trừ 5a cộng 5. Vì a sẽ bằng 0 đó các em. A sẽ bằng 0. Vậy là đường thẳng D đó thực ra đường thẳng y bằng 5. Đường thẳng y bằng 5 là đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung thời điểm với tung độ bằng 5. Vậy khoảng cách từ O đến đường thẳng đó sẽ là 5. Biết vẽ là biết liền mà. Cho đường tròn tâm O có đường kính AB bằng 15. Vẽ dây CD vuông góc bằng 12. Vậy CD sẽ bị chẻ đôi ra là 6,6. Đường kính AB bằng 15. Vậy bán kính sẽ bằng 7,5. Rồi tính diện tích tứ giác ABCD cho đường tròn có mô nó B dây CD vuông góc. Rồi tứ giác ABCD đỉnh nó bị tráo lung tung hết, cái đề này không chuẩn các em. Rồi các em cứ tính diện tích của một tam giác phía trên là nhân đôi là ra ở bên dưới luôn ha. Tam giác đó là tam giác vuông. Tam giác vuông
Đây đường tròn, đường kính AB, ha, đường kính AB, rồi dây CD vuông góc. Thầy vẽ nhanh nha. AB, C, D. Tôi giới thiệu thêm điểm H luôn. Đây các em. A đây, B đây, C đây, D đây, H đây. Giờ tính diện tích tứ giác, đúng ra là tứ giác ACBD mới đúng. Thì tứ giác ABCD là không đúng đâu. À, tính diện tích tam giác này nhân đôi là ra diện tích tứ giác này thôi. Chỗ này vuông góc này. Đấy không? Bởi vì là điểm C thuộc đường tròn đường kính AB mà. Thì các em sẽ tính được CH là bằng 6. Theo liên hệ đường kính và dây thì dây CD bị đường kính nó chạy đôi ra. Rồi AB thì bằng 12, các em biết AB thì bằng 15, các em biết rồi. Đúng không? AB thì 15. Vậy ta tính diện tích của tam giác đó được rồi đó. 6 nhân 15 chia đôi tức là bằng 45. 45 nhân đôi là bằng 90, và diện tích tứ giác là bằng 90 thôi. Hoặc tính diện tích tứ giác này trực tiếp luôn, lấy hai hàng chéo nhân nhau chia đôi, bởi vì đây là tứ giác có hàng chéo vuông góc mà. 12 nhân 15 chia đôi nó cũng ra là 90 rồi. Kiểu gì cũng ra 90 rồi. Rồi, tiếp tục cho đường tròn tâm O có bán kính là 2 và điểm A nằm trên đó. Trên cái tuyến tại A lấy M sao cho AM 2/3. Rồi dạy điểm M cách O bao nhiêu. Này em dùng Pythagore thôi. OM bình sẽ bằng OA bình cộng AM bình. Tức là bằng 2 bình cộng 2/3 tất cả bình đó. 2 bình cộng 2/3 tất cả bình, các em lấy máy ra tính, lấy hình nó vẽ là sẽ thấy liền mà. Vậy là bằng 16, như vậy OM là bằng căn 16 tức là bằng 4. Tiếp tục. Góc tạo bởi đường thẳng với trục x là 60 độ. Thì A này sẽ bằng tan của 60 độ. Mình nhớ nha. A dương thì góc đó là góc nhọn và tan của góc đó là bằng A luôn. À, vậy A là bằng tan 60. Tan 60 là bằng căn 3 mà bình phương lên, vậy là bằng 3. Cho tam giác AC vuông tại A có đường cao AH. Rồi AB là bằng 3 phần thì ghi là 3x đi. AC là 7 phần là 7x. Rồi. Bây giờ người ta bắt chúng ta tính CH. Bây giờ AH là bằng 42. Giờ em vẽ cái hình đi. Tam giác ABC. Tôi vẽ cho lẹ. Tam giác AC vuông tại A này. Nó vuông tại A ha. Có đường cao là AH. Rồi. Bây giờ đây là A. Đây là B. Đây là C. Đây là H. AB bằng 3 phần. Thì thầy gọi là 3x đi. Này là 7x. Rồi AH thì ta cho là 42. AH là 42 các em nhé. Vậy các em có ngay hệ thức lượng là gì? 1 trên 42 bình sẽ bằng 1 trên 3x bình, tức là 1 trên 9x bình đó, cộng 1 trên 7x tất cả bình là bằng 1 trên 49x bình. Và từ đó các em tìm x cho thầy. Vậy nó sẽ ra gì? 49x bình cộng 9x bình trên
Đâu quá. 1 trên 42 bình sẽ bằng này nhân cho 49. Bên kia nhân cho 9, 49 cộng 9 trên 9 nhân 49 x bình. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì? 9 nhân 49 x bình sẽ bằng 42 bình nhân cho 49 cộng 9 trong mặt. Từ đây x bình sẽ bằng bao nhiêu? X bình bằng 232. Vậy x sẽ bằng x bình bằng 232. Rồi giờ ta tính HC các em. HC bình sẽ bằng 7 x tất cả bình trừ cho 42 bình. Tức là 49 nhân x bình trừ 42 bình. Như vậy là HC bình sẽ bằng 49 nhân cho 232 trừ cho 42 bình là bằng 9604. Rồi lấy căn nữa là xong, 98 nha. HC sẽ bằng 98. Các em chụp hình lại để ngẫm nghĩ nghe lời thầy giảng nha. Bài này mình bấm máy thôi, có thời gian mình tính bằng tay luôn. Đáp án bằng không kìa, đáp án bằng không, em bấm chặt ra không à. Rồi cho hai số dương này tìm giá trị nhỏ nhất. Em dùng phương pháp thế cũng được ha. Còn nếu mà em nào biết các cái bất đẳng thức Cauchy rồi những cái bất đẳng thức phụ trong chương trình bồi dưỡng mùa hè thì chúng ta có thể làm nhanh hơn ha. Ở đây nếu em nào bí thì em dùng phương pháp thế này. B sẽ bằng 4 trừ A. B bằng 4 trừ A ha. Thì A của mình sẽ bằng 1 phần 4 nhân mở ngoặc A bình cộng cho 4 trừ A tất cả bình trong ngoặc. Thì A lớn sẽ bằng 1 phần 4 mở ngoặc ra, ở trong là A 2A bình trừ cho 8A cộng cho 16. Rồi như vậy giá trị nhỏ nhất thì ta sẽ tìm được dễ dàng thôi. Giá trị nhỏ nhất là bằng 2 kìa. 2. Giờ thầy có thể giảm nhanh phương thức thế này. B là bằng B là bằng 4 trừ A nha. Đó. Và từ đó em suy ra A sẽ bằng 0,25. Thế vô ha. Thế vô chập cuối cùng A nó sẽ bằng là 0,5 alpha a bình. Và trừ cho 2 a cộng cho 4 luôn. Và nó sẽ là 2 thôi. Phương trình này có nghĩa là gì? Bình hai vế là giải ra kìa. X sẽ bằng 4. Rồi tiếp tục. Tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tam ô. Các cung nhỏ AB, BC lần lượt có số đo là x cộng 10 độ,
x cộng 20 độ, x cộng 30 độ. Rồi khi đó người ta đòi là tính số đo góc A của tam giác ABC. Này cũng đơn giản thôi. Bây giờ cộng tất cả số đo của các cung lại là bằng cả đường tròn là bằng 360 ha. Rồi x cộng 10 cộng x cộng cho 20 cộng cho x cộng cho 30 là bằng 360 nè. Từ đây cái suy ra là gì? X sẽ bằng 3x đó. 3x sẽ bằng 360 trừ cho 60 bằng 300. Và suy ra x sẽ bằng 100. X bằng 100. Rồi góc A. Góc A sẽ bằng, góc A là góc nội tiếp ha, chắn cung BC. Vậy góc A sẽ là gì? Suy ra góc A. Góc A nó sẽ bằng một nửa, 1/2, 1/2 của số đo cung x cộng 20 và bằng gì? 1/2 của 120 bằng 60 độ nhé. 60 độ góc nội tiếp với các em học chưa? Nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của phương trình này. Nếu các em làm lụi thì các em mò từ x bằng 1 trở đi ha. Mò từ x bằng 1 trở đi các em làm thôi. Ngồi nhẩm cũng được. Sẽ bằng 5 cơ. Vậy bắt đầu từ số 5. 5 hoặc 6. Phương trình này có hai nghiệm là 5 hoặc 6 thì mình lấy số 5 để nó là số nguyên dương nhỏ nhất ha. Rồi như vậy là các em đã hoàn thành được vòng thi số 11 với số điểm là tối đa.